chào các bạn. Hôm nay Kim Viên sẽ hướng dẫn các bạn về cách tính chỉ số việc làm ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái như thế nào. Chỉ số việc làm tức là tỷ lệ thất nghiệp, là tỷ lệ phần trăm giữa những người thất nghiệp và những người đang có việc làm trong một phạm vi một quốc gia. Bạn có thể theo dõi tỷ lệ này bằng cách sử dụng hai chỉ số việc làm chính. Thứ nhất là đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thứ hai là bảng lương phi nông nghiệp. Số lượng đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho thấy bao nhiêu người đang trong quá trình tìm kiếm việc làm đã đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp trong một khoảng thời gian xác định. Số lượng đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm đồng nghĩa với việc là tỷ giá hối đoái tăng. Chỉ số này tác động rất ít lên tỷ giá hối đoái bởi hai lý do. Một là nó được công bố hàng tuần, mà diễn biến của nó trong một khoảng thời gian ngắn như thế thì không thể nào ảnh hưởng nhiều, không gây được sự chú ý. Hai là bản thân số lượng đơn đề nghị này cũng không quan trọng bằng số việc làm mới được tạo ra. Sự gia tăng của lượng người nhập cư và quá trình tự động hóa mạnh mẽ đều làm giảm nhu cầu nhân công, nhưng làm tăng năng suất lao động và tác động. Sự gia tăng của số lượng người nhập cư và quá trình tự động hóa mạnh mẽ đều làm giảm nhu cầu nhân công, nhưng làm tăng năng suất lao động và tác động rất mạnh tới chỉ số thất nghiệp. Bảng lương phi nông nghiệp là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất của Mỹ. Nó được công bố mỗi tháng một lần. Nó phản ánh rất rõ nét trên thị trường lao động và được các nhà kinh doanh cũng như các nhà phân tích theo dõi sát sao. Số lượng việc làm mới tăng cao là dấu hiệu cho thấy kinh tế đang trong tăng trưởng, bởi nó chứng tỏ các công ty đang thuê thêm người để đáp ứng nhu cầu của mình về lao động, để hoàn thành các đơn đặt hàng của khách hàng cùng với bảng lương phi nông nghiệp. Còn có hai chỉ số quan trọng khác cũng được công bố, đó là mức tiền công trung bình theo giờ và số giờ làm việc trung bình theo tuần. Trong bài tiếp theo thì Kim Viên sẽ hướng dẫn các bạn về cách tính chỉ số nào quan trọng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.